bây cô Sáu với đòi hỏi coi nó còn đồng tiền hay không ở đâu, giờ cười lớn lên coi. Cười lớn thì nào coi. Cười lớn rồi. Tiền của nó nè. Cười lớn coi, trình bằng cái miệng ra coi. Bành ra. Nó nghiêng qua bên kia, nghiêng qua phía bên em tí mới nhìn thấy. Nghiêng qua em chút phải không? Thấy chưa? Đây là cái đồng tiền húm của nó còn nữa nè. Cái đồng tiền nhỏ của nó dưới này cũng có nữa đó, nó vẫn còn. Cái chằm trẻ của nó vẫn còn sâu. Nó cúi xuống chút á. Cái càng trẻ nó vẫn còn sâu, đồng tiền húng vẫn còn, cái mặt cái đồng tiền nhỏ vẫn còn, cái mặt nó giờ nó chỉ cái dĩa vàng á nha. Mà nó nói tại sao nó có cái đồng tiền vậy, tại sao có đồng tiền nó nội nghe, nó giống ba phải không, giống ba phải không, tại sao giống, tại sao giống rồi. Ba hung của dĩ trùng, cố đàn ông nó vô đây nè, dĩ trùng ông phải dĩ trùng á. Vô đây nha, anh đẻ con ha, con giống nó là giống ba, ok. Nó nói là hồi nãy nó còn nói cái gì nữa đó. Nó nói là nó, hỏi nó tại sao nó giống ba đó. Hỏi nói gì sao? Nó nói cái di trùng của ba đó, đó, nhưng mà loại đó không phải là di trùng ác mà di trùng hiền. À, di trùng hiền nó không ăn thịt người ta. Thế mà dĩ trùng hiền á, nó đi xuống con cu ba đó. Đi vô lên lên lẻ nè. Ai đó không? Rồi đó qua. Nó tìm qua máy. Tìm qua má nó. Thành ra bây giờ đẻ ra nó phải giống ba đó. Mà ai nói con cái vụ đó vậy? Ai nói con vậy? Con biết. Sao biết? Dạy con á ba. Bố không phải dạy con á. Về chê nha. Nó ngồi nghe thằng Tư học bài về, học về cái DNA đó. Về DNA, cái DNA nó dịch là cái gì đó ha? Dịch DNA kêu bằng cái gì đó, về cái về học về gen đó. Học về gen đó. Thì nó nghe giảng bài, giảng cho thằng Tư cái bài học của nó đó. Thì thật ra là đó. Nó loáng thoáng là nó chớp được mấy câu rồi đó. Thương không? Tại sao giống ba dữ quá à? Bà nói rồi. Bà đừng ngồi nghe ngán ra cho nội coi đi. Cái gen nó vậy á, bị hồi chỉnh tề cho nội xem. Nói cái giới con nói với nội sao? Nghe nội. Con nhớ nội, con phải nói. Vậy không có ra nói. Sao đó? Nói là con nhớ nội. Không vậy không có ra nói. Con nhớ ba sao? Nhớ ba tư, nghe gì tư? Nhân tầm với chị Phượng. Cậu ba, mở ba. Cậu ba, cậu ba. Chú Mạnh. Chú 797. Chú 797. Có cô Hoa nữa. Có cô Hoa nữa. Cô Hoa 2. Dì 2. Dì 2. Dì 2. Dì 2. Chị Mỹ. Hiếu. Anh Hiếu. Anh Hiếu nữa. Dạ bé. Con bé Bi. Và bé Bi nữa. Bé Bi kêu bố bằng gì? Cậu gì? Năm. Cậu Năm hả? Con lấy con gửi lời thăm cô ba. Cô ba là ai? Cô ba dưỡng ba mà cô ba cũ mà có con chó, nhà có con chó con là con sinh đó. Nói đi, gửi lời thăm cô ba. Cô ba dưỡng ba. À, nhà bà có con chó mà con lại nhà con sinh đó. Nhớ không? Nói đi, chỗ nói đi. Nói làm sao? Không biết nữa. Nói đó là thăm bác Hưng, bác Hưng, bác chị Khù, chị Thu, ở chị Trung, chị Ngọc, cô Quảnh, anh Quảnh, cô Quảnh, chị Hà nữa, chị Hà, xem chỉ số không? Hả? Thăm xe giấy số, gọi thăm xe giấy số đi, thăm bà Tư với bà Tư về quê, bà Tư quán, bà Tư quán, rồi về quê. Quê gì má chị Phượng lấy đúng mình lấy nữa và chị Phượng anh Thanh khác mà anh Thanh con gì quê nữa và anh Sáu Đô Sáu Đô và anh có bao nhiêu đô nhà ta là anh Sáu á, anh Sáu là anh Thắng đó, đó là bộ nó ngu quá ơi, biết không cái gì đó. Cái thằng gì? Thằng cô đơn. Anh cô đơn.
cô đơn con cô bắt cua vàng, cua vàng nữa, cua vàng nữa, cô lắc, cô lắc, cô lắc, cô lắc nữa, lọc nữa mà nguyên cô nhớ cô đơn con bắt cua á, em nhớ không bổng cái đoạn vừa rồi đó, chỗ mà con thằng Năm với lại má nó ngồi mà nói chuyện đó, chỗ cái băng đó thì bên trên cái sẽ nhìn thấy cái bên trên cái chỗ cái bàn thờ của bà cố Thảo bây giờ đã được đã dẹp đi rồi đó, bởi vì sau trăm ngày rồi đó, để đem hình lên trên chung, để chung thờ bên trên luôn. Lấy ghế ra cho em tới hút bụi. Bác ơi, bị nghẹt rồi bác. Cái bây giờ còn trong trong dĩa thì mấy món? Bốn món. Mắm mùng hôi khô, và chả cá, da heo, với lại cái gì nữa? Cái nấm rơm. Nấm rơm. Nấm rơm nữa. Cái này là cải ngọt với lại broccoli. Cái ngọt à, cái ngọt thì nó đâu để xuống để xài chát quá. Cái broccoli này em cầm với cái broccoli này coi thử coi. Nó cũng một loại như bông cải vậy. À, cái broccoli này nó dịch nó giống như bông cải vậy, nhưng mà cái màu nó màu xanh, mà ăn nó thì nó ngon hơn bông cải nhiều lắm. À, cái broccoli em cầm mấy lần không? À, cái đó là broccoli đó. Nó đổ đèn cho anh. Ủa nó sôi sao nó kêu đang sôi á. Nó dở nó cái con miếng được mà má. Muốn. Muốn. Có làm cái gì. Cái này cũng khác. Cái này cũng khác. Cứ thường mua cái đó thôi. Má mua thêm cái. Cái này đỏ hơn cái kia. Cái kia như cái cây. Cái giữa. Wow. Broccoli. Rồi đó. Cái nào đâu, cái nào. Chỉ đi. Lấy đũa gấp lên cái coi cho biết chứ. Hình thằng Nhân nó gấp thì nó che cái tay nó mất hết rồi. À, rồi tới cái gì nữa? Tôm. Đâu đâu. Đâu. Giống như mình cao mà có phần phụ. Mở cái con gắp đi. Nhấn nó gắp cũng có được. Mở cái à. Gắp thì có không ngon. Dạ. Mình nghe nó có một người nó nhìn miếng ốm quá. Mình đại diện
cấp đại diện chả cá luôn không ba? Cấp chả cá hả? Ờ chả cá đâu chả cá rồi. Trời ơi, ba ra nhận luôn mẹ mất món rồi. Bỏ vô khá khá cái đậy cái nắp lại một cái. Chưa thâu quần dữ liệu khi tốt vậy. Rồi. Có đi mãi là cây giống đỏ. Cây giống đỏ. Dạ giống mà giống tàu phải không? Rồi. Giống là nhỏ mà là người lớn. Người nào ăn ngon miệng làm thử già cho tôi quay thử coi chưa. Có đẹp không? Có đẹp là câu miếng con tôm. Không biết ăn rồi chín nổi không ha? Là chín nổi. Chín rồi. Tôm mà nó chín quá hết ngon à. Ủa mình không ăn nước không? Cô không chọn. Bực nè. Mình ăn nước ăn. Mình có chứ. Ờ, có chín nước mới ngon nha. Ờ, mình phải bỏ vô nước bún nữa ha. Muốn ăn bún thì ăn. Nó có cái cây con cũng ngóc được. Nó ngóc được. Nó ngóc được. Nó ngóc được. Sao? Em đứng yên. Đừng nhúc nhích cái ghế vậy thôi. Đó nó cắm quay em không. Con coi cái nếu mà cái nước lèo ngoài sao nó sôi rồi đó, cứ mình bút mình châm vô thêm. Cho nó thiệt sâu chứ để vô mình à, nó ngọt. Rồi, bắt đầu nó đi. Nghe mình có không? Chan nước cho mấy ngon. Thôi bỏ nó, bỏ dàn heo đi. Để thâu vậy nên má bên nhà coi nếu sao mà bắt con tôi quay quẩn cho con. Ba mà chơi kiếm đi ba. Nó đang quay một tí hơn nè. Ngon. Mình đi chờ tí nó. Mắm cơm này ha. Mắm cơm này ha. Mắm cơm này ha. Hả? Cho là vậy đi. Bên dưới này ha. Nước mật kia chứ nước mật. Cho bà đưa con mắt. Mắt ai nhìn đi. Đưa mặt vô. Hỏi đi ngồi được rồi. Ngồi yên ha. Ngồi yên ha. Thả